Ukraine tấn công hạm đội Biển Đen, hai tướng Nga bị thương nặng. Nga tăng cường tấn công vào Bakhmut. Tổng thống Ukraine đến Canada tìm kiếm thêm viện trợ. Căng thẳng về vấn đề nguồn gốc, Ba Lan tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Sky News đưa tin, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp và tên lửa SCARM do Pháp cung cấp để tấn công căn cứ hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Buyanov ngày 23 tháng 9 nói với báo Mỹ rằng đòn tập kích ở Crimea hôm 22 tháng 9 đã khiến lực lượng Nga thương vong nặng nề. Thượng tướng Alexander Romanchuk và Trung tướng Oleg Shekov nằm trong số những người bị thương nặng trong cuộc tấn công. Trong thông báo trên Telegram ngày 23 tháng 9, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết chiến dịch có tên Crab Trap 7 cua được ấn định để tiến hành vào lúc các thành viên cấp cao của Hải quân Nga đang họp. Cuộc tấn công đã khiến hàng chục người thương vong, gồm cả chỉ huy cấp cao của hạm đội Biển Đen. Hạm đội Biển Đen là một đơn vị thuộc Hải quân Nga hoạt động ở Biển Đen và Địa Trung Hải kể từ thế kỷ 18. Hạm đội này đóng ở nhiều bến cảng khác nhau ở Biển Đen và duyên hải biển Azov. Căn cứ chính của hạm đội Biển Đen là thành phố cảng Sevastopol, phía nam bán đảo Crimea. Bán đảo Crimea gần đây liên tục bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Nguồn tin Ukraine cho biết, hoạt động này là phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam của Ukraine ngày 23 tháng 9 tuyên bố Nga không còn an toàn tại Biển Đen và các căn cứ của mình. Tuy nhiên, tình hình Biển Đen vẫn căng thẳng và Ukraine vẫn còn chặng đường dài phía trước để phá hủy toàn bộ năng lực của Nga tại bán đảo Crimea. Phía Ukraine đồng thời cảnh báo giai đoạn bùng nổ sẽ tiếp tục, sẽ có thêm những điều thú vị và thông tin trong tương lai. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 22 tháng 9, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tấn công ở hướng các thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhia và Bakhmut, tỉnh Donetsk, giành lại quyền kiểm soát một số khu vực mà Nga chiếm trước đó. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, tổng cộng 26 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua. Ukrinform dẫn lời người phát ngôn lực lượng miền đông Ukraine, ông Ilya Yevlav ngày 22 tháng 9 nói rằng giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở miền đông khi Nga tăng cường tấn công để giành lại các khu vực mà Ukraine đã chiếm lại gần đây ở làng Lichyivka và Andriyivka, thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga ngày 22 tháng 9 đã thực hiện 62 cuộc không kích, 59 đợt tấn công bằng tên lửa và 22 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các khu vực đông dân cư ở Ukraine. Các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga đã đe dọa hơn 120 khu định cư Ukraine. Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk, ông Sergei Lysak cho biết trên Telegram rằng Nga rạng sáng 22 tháng 9 đã pháo kích vào thành phố Nikopol và ba cộng đồng ở tỉnh này bằng pháo hạng nặng. Theo lời ông, không có thương vong về người, nhưng có 5 ngôi nhà, 4 tòa nhà, một đường ống dẫn khí đốt và một đường dây tải điện hư hại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có chuyến thăm Washington. Chuyến đi tuy diễn ra chớp nhoáng sau các hoạt động tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, nhưng thành quả mà ông Zelensky đã gặt hái được giới quan sát đánh giá là khá đáng kể và có giá trị lâu dài. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng và tới Quốc hội Mỹ nhằm vận động sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine, bao gồm nâng cấp năng lực phòng không, đạn chùm, pháo, vũ khí chống tăng và các khí tài khác. Ngay từ tuần tới, Mỹ sẽ chuyển giao những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams đầu tiên cho Ukraine. Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách châu Âu Amadan Slot cho biết đây là gói viện trợ quân sự thứ tư của Mỹ cho Ukraine trong vòng 6 tuần và không liên quan đến gói viện trợ quân sự trị giá 24 tỷ USD mà chính quyền Biden đang thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua. Con số 325 triệu USD của gói hỗ trợ lần này cũng nhỏ hơn rất nhiều so với gói 1,5 tỷ USD viện trợ quân sự được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố ở chuyến thăm Ukraine gần đây. Trong gói viện trợ lần này cũng không có hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn lên đến 300 km mà Ukraine mong muốn từ lâu. Nhưng sự nhân nhượng từng bước của phía Mỹ đối với hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường GMLRS tháng 6-2022, đạn chùm DBICM
tháng 7/2023, đạn uranium nghèo tháng 9/2023 và sắp tới là các chiến đấu cơ F-16 cho thấy quá trình vận động của Tổng thống Zelensky có đem lại hiệu quả. Ngay cả khi quyết định cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine lần này cũng thể hiện một sự thay đổi lập trường của giới tinh hoa quốc phòng Mỹ khi Thượng viện dẫn sự phức tạp của công tác hậu cần như mua phụ tùng thay thế, kho bãi và bảo trì chung để ngăn cản. Ông Biden cũng nói rằng Quốc hội Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài ủng hộ Ukraine và ông cũng trông cậy vào phán quyết đúng đắn của Quốc hội Mỹ. Đài CNN dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại Quốc hội Mỹ rằng các vị trao tiền, chúng tôi trao mạng sống. Nhìn vào tuyên bố đảm bảo thế giới sát cánh cùng Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden và lời cảm ơn chân thành về 575 ngày hỗ trợ liên tục mà ông Zelensky gửi đến ông Biden, có thể thấy rõ kết quả của cả một hành trình vận động gần 2 năm từ phía Ukraine. Phản ứng về việc Mỹ viện trợ Ukraine các hệ thống phòng không và đạn chùm, hãng thông tấn TASS ngày 22 tháng 9 dẫn thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Mỹ chỉ trích rằng Washington sẵn sàng gửi những vũ khí nguy hiểm nhất cho Kiev nhằm duy trì cuộc phản công thất bại. Thông cáo cho rằng những nỗ lực của phương Tây không thể thay đổi tình hình trên thực địa, đồng thời tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp diễn đến khi đạt mọi mục tiêu đã đề ra. Thúc chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky tiếp tục có chuyến thăm đầu tiên tới đồng minh thân cận Canada. Canada là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Đến nay, Canada đã viện trợ cho Ukraine xe tăng Leopard 2, hệ thống phòng không, pháo, vũ khí chống tăng và các thiết bị khác. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ra tận nơi chào đón khi ông Zelensky xuống máy bay ở thủ đô Ottawa vào tối 21 tháng 9 theo giờ địa phương. Canada là nơi có cộng đồng người Ukraine lớn thứ hai trên thế giới sau Nga, với khoảng 1,36 triệu người. Tổng thống Zelensky đã hội đàm chính thức với Thủ tướng Trudeau và phát biểu tại Quốc hội Canada trong ngày 22 tháng 9. Ông Zelensky nhiều lần nói lời cảm ơn tới Canada vì đã tiếp tục hỗ trợ đất nước của ông trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky cũng tận dụng cơ hội này để giải thích lý do vì sao cần phải có lòng trung thành bền bỉ. Tổng thống Zelensky tuyên bố trước Hạ viện Canada rằng cuộc chiến phải kết thúc bằng chiến thắng của Ukraine. Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố Canada sẽ thực hiện cam kết nhiều năm trị giá 650 triệu USD để cung cấp hỗ trợ ổn định cho Ukraine, bao gồm việc gửi thêm xe bọc thép cũng như các khoản tăng cường tài trợ từ thiện khác. Canada cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng nói với các phóng viên rằng Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết và chúng tôi sẽ luôn kiên quyết bảo vệ luật pháp, trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. Ihor Mikhalchyn, giám đốc điều hành của nhóm vận động hành lang gốc Ukraine cho biết Canada có ảnh hưởng lớn nhờ là thành viên của cả nhóm G7 và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông đồng thời lưu ý rằng tất cả các đảng chính trị ở Canada đều ủng hộ Ukraine. Ngoài việc phải đối mặt với sự hoài nghi từ các đồng minh phương Tây, Ukraine tiếp tục đối mặt với một thách thức khác khi người hàng xóm Ba Lan thông báo sẽ tạm dừng trang bị vũ khí cho Ukraine. Ba Lan từng là nước ủng hộ Kiev nhiệt tình hàng đầu trong gần 19 tháng qua. Theo giới chức Ba Lan, họ đã viện trợ quân sự hơn 3 tỷ euro cho Kiev trong vòng hơn một năm qua. Các viện trợ này bao gồm đạn dược, xe bọc thép, vũ khí hạng nặng, cũng như máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất. Ba Lan tuyên bố muốn tập trung vào hoạt động phòng thủ của chính họ. Quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine trở nên căng thẳng gần đây do vấn đề ngũ cốc. Ủy ban châu Âu hôm 15 tháng 9 thông báo không gia hạn thêm các hạn chế tạm thời đối với xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang 5 quốc gia láng giềng đều là thành viên của EU. Tuy nhiên, Ba Lan, Hungary và Slovakia quyết định đơn phương gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine. Đáp lại, Ukraine đã đệ đơn kiện ba nước này lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lý giải về quyết định gia hạn lệnh cấm, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết điều quan trọng nhất đối với chính phủ Ba Lan là lợi ích của người nông dân, lợi ích của ngành nông nghiệp Ba Lan. Ông cũng cảnh báo sẽ bổ sung thêm nhiều sản phẩm từ Ukraine vào danh sách hàng hóa bị cấm nhập khẩu trên lãnh thổ Ba Lan nếu phía Ukraine có thêm những động thái khiến căng thẳng gia tăng. Các chuyên gia cảnh báo, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự đoàn kết giữa Ukraine và phương Tây suy yếu đều có lợi cho Nga. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng quyết định của Ba Lan phần nào bị tác động bởi cuộc bầu cử vào tháng tới. Đó có thể là cách để đảng cầm quyền Ba Lan thu hút sự ủng hộ của các cử tri vốn phản đối viện trợ Ukraine. Theo các chuyên gia dự đoán, cuối cùng, Ba Lan dường như vẫn sẽ duy trì mục tiêu hỗ trợ để ngăn Ukraine gặp bất lợi trong cuộc chiến với Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.